Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Giữa bạn và người khác, họ chọn ai? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này xem như bạn hữu duyên, và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vậy thông điệp trong trái bài có rất nhiều, hy vọng các bạn tiếp cận trái bài một cách tích cực nhất. Và các bạn sẽ chọn một cái lá bài phù hợp với năng lượng các bạn, một lá bài đại diện cho năng lượng của bạn và một lá bài đại diện cho năng lượng của người khác. Các bạn chỉ chọn được lá bài số 1 và lá bài số 2. Cái lá bài chính giữa đó chính là cái sự quyết định của họ đối với bạn hoặc là người khác. Nếu như bạn chọn tụ số 1 thì chính cái tụ số 2 là cái đối thủ của các bạn. Và nếu như các bạn chọn tụ số 2 thì đương nhiên tụ số 1 sẽ đối thủ các bạn. Và tụ ở chính giữa chính là cái sự quyết định của người đó đối với bạn và người khác là như thế nào. Sau đây mình sẽ đếm từ 3 tới 1 để các bạn chọn lựa ha. 3, 2, 1. Trong trái bài sẽ có lá bài ở tụ số 1 là lá bài King of Pentacles, vua tiền. Và lá bài chính giữa đó chính là lá bài Five of Swords, năm kiếm. Là lá bài ở tụ số 2 nữa là các bạn có lá bài King of Swords là vua kiếm, cho cái năng lượng hai bên đồng đều với các bạn. Một bên là vua tiền, một bên là vua kiếm. Sau đây mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ số 1. Khi các bạn chọn lá bài vua tiền này thì đây chính là một cái hình ảnh đại diện cho những người luôn luôn đem đến một cái bầu không khí ổn định và đáng tin cậy. Và chính các bạn sẽ là cái người luôn luôn tìm thấy cái cơ hội ở khắp mọi nơi luôn. Và bạn thành công với bất cứ cái điều gì mà bạn tham gia. Bạn là thật sự là một cái người rất là mạnh dạn và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Bất kể cái nhiệm vụ gì mà giao cho bạn, bạn đều giải quyết một cách rất hoàn hảo dựa vào những kỹ năng và kiến thức thực tế của bạn. Có thể là các bạn sẽ rất là thông thạo tất cả mọi lĩnh vực, một người rất đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm. Và bạn cũng là một cái tiếp người rất là thoải mái, hào phóng về thời gian và tiền bạc. Thì bạn hiểu được cái là bạn càng cho đi càng nhiều thì bạn sẽ càng nhận lại càng nhiều. Do đó bạn cũng rất là khuyến khích những người ở xung quanh bạn đạt được những gì thành tựu và trao cho họ cái sự ủng hộ bất cứ khi nào họ cần đến các bạn. Nếu như bạn mà làm về một cái ngành nghề nào đó, bạn thường là một cái người rất lành nghề hoặc là cái người đứng đầu trong cái lĩnh vực đó. Bạn tham gia và quyết tâm theo đuổi đến vững chắc đến khi nào mà thành công mà thôi. Một con người rất là hay. Về khía cạnh tình cảm là một số bạn hình như là yêu cầu quá khắt khe về người yêu của mình. Bạn cũng không có hấp tấp mà muốn chắc chắn là cái đối phương có phù hợp với bạn hay không. Do đó là bạn sẽ không dễ dàng mà tiến tới một cái người bạn mới gặp trong một thời gian ngắn đâu. Và cái bạn hướng tới là muốn hướng tới một cái mối quan hệ bền vững và lâu dài. Bạn là một người tốt, đáng tin cậy, nhưng bạn bị khô khan trong tình cảm lắm. Đôi khi bạn lại không có biết thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Tình yêu của bạn hơi tạo ra bởi vật chất lắm. Bạn hay tặng quà cho người yêu mình nè. Bởi vì bạn nghĩ cái những món quà đó sẽ là cái sự vững chắc khiến cho cái ai quan bạn cảm thấy là yên tâm hơn. Bạn thường là tập trung công việc hơn là tình yêu. Và chính mà ai mà chọn các bạn thì các bạn chính là một trong cái lựa chọn sáng suốt nhất cho một gia đình ổn định. Tuy nhiên về tình cảm thì còn phải coi lại nha các bạn. Bởi vì chính các bạn mang một cái năng lượng rất là nền tảng, một sự cái đáng tin cậy và ổn định rất là cao, tính nuôi dưỡng rất là cao luôn. Bạn trung thành và trung thủy. Nếu mà ai quen bạn, bạn sẽ chăm sóc cái người đó đến trọn đời. Và bạn làm việc rất là chăm chỉ để cho họ có một tiêu chuẩn cuộc sống thật sự là tốt. Mà cái điều duy nhất bị bạn ảnh hưởng đó chính là cái mặt cảm xúc của các bạn. Các bạn không biết là điều khiển cảm xúc, do đó đôi khi sẽ dẫn đến làm đối tác của các bạn rất là bị tổn thương. Do đó một số trường hợp là các bạn bị ghen tuông quá mức, hoặc là chiếm hữu và thao túng. Và bạn kiểm soát hành vi về những cái người khác khi quen các bạn. Mà nếu như các bạn cảm thấy bạn không đạt đến mức độ an toàn thì bạn muốn gây ra một cái gì đó vấn đề thực sự với bạn vừa ấy. Bạn muốn thao túng tâm lý người ta luôn á. Và một số bạn thì các bạn sẽ bị cảm giác là các bạn luôn tham mê vật chất quá, cái lo kiếm tiền hoài à. Do đó nhiều khi các bạn quên đi cái tình cảm của mình cần có sự quan tâm và chăm sóc. Và lời khuyên của lá bài này là khuyên các bạn mình phải điều khiển được cảm xúc của mình. Đừng có để cho cảm xúc mình chi phối trong cái vấn đề mình đối xử với người yêu. Và các bạn đừng có đem cái vấn đề vật chất để mà các bạn điều khiển người yêu của mình. Cái vật chất không phải là tất cả đâu các bạn. Và đương nhiên tình cảm bạn đối với người đó là bạn có nha các bạn.
và một số bạn ở thuộc cái cung là Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết. Sau đây mình xin kết nối với cái năng lượng các bạn đã chọn tụ 2 là các bạn có lá bài King of Swords, Vua Kiếm, một cái năng lượng tương đương với vua tiền. Hai cái ông vua chơi với nhau cũng là cũng ghê gớm, đối đầu với nhau ha, thật là hấp dẫn. Thì năng lượng các bạn cũng không kém gì ở tụ 1. Các bạn là một cái người rất là trung thực và rất là trông cậy, sẽ giải quyết được cái tình huống một cách rất là công bằng và đáng khâm phục. Bạn là một cái người có tài hùng biện, suy nghĩ rất là sắc sảo và một bậc thầy về lý lẽ và logic. Một khi mà bạn phân tích vấn đề gì á, là một rất là dễ dàng, không có khó cho các bạn. Và khi mà để đánh giá cái gì đó, bạn là một cái người giúp đưa ra cái quyết định công bằng và vô tư nhất. Bạn là một người liêm chính và sống theo những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của chính mình. Và các bạn là rất là hướng ngoại nha, một người trí tuệ nè, có thể hấp thụ tất cả những cái mọi thông tin trên đời này. Một người rất là hay, dù các bạn trong tình huống hỗn loạn đi thì bạn vẫn biết giải quyết cách rắc rối và làm sáng tỏ mọi việc hết, không có gì mà gây trở ngại cho các bạn hết. Do cái đầu óc thông minh của mình, logic rất cao, bạn rất nhạy những cái thông tin bạn nhận được. Do đó bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi người yêu của mình nói cái gì đó mà làm đụng chạm đến cái tự ái của các bạn. Thì rõ ràng là các bạn sẽ rất là dễ nổi nóng. Và khi bạn nổi nóng vậy, bạn sẽ rất là dễ làm buồn lòng người yêu của mình. Bạn là người sống có chính kiến, nhưng mà chính kiến của bạn rất là mạnh mẽ. Do đó nhiều khi mạnh mẽ quá lấn át của người ta luôn. Lá bài cũng hy vọng là các bạn sẽ bớt cái tính nổi nóng của tính nam nhiều quá, hay phát huy cái phần nữ tính ở trong bạn nhiều hơn, để không các bạn cảm thấy là mình mất cân bằng được con người mình. Còn không á, trong mối tình các bạn sẽ giống như là hai hàng người đàn ông chơi với nhau vậy. Bởi vì giữa bản chất của đàn ông với nhau hay sẽ tự gây nhau lắm, gây khó dễ cho nhau. Phải có một bên nhường nhịn. Và bởi vì mình biết cái năng lượng mình nam tính nhiều quá, do đó các bạn phải tăng cái phần lượng tự tính mình nhiều hơn thì mới dung hòa được mối quan hệ của các bạn. Và các bạn, có một số bạn sẽ thuộc cái cung khí như là Bảo Bình, Song Tử và Thiên Bình. Và các bạn không có thích thể hiện cảm xúc của mình ra công khai, và các bạn sử dụng trí tuệ của mình nhiều hơn. Cho đó để bạn giải quyết cái tình huống là bạn sử dụng trí óc của bạn rất là nhiều. Bạn là một cái người giao tiếp rất là tuyệt vời ha, trung thành lắm. Bạn luôn luôn bảo vệ những người thân yêu của chính mình. Tuy nhiên ở một số bạn sẽ có sự bắt nạt đối với người yêu của mình nha. Bởi vì bạn rất là thông minh, cái sử dụng lý trí nhiều quá. Do đó cái phần của bạn là bị phân tích và coi trọng phần trách nhiệm của người đó trong mối quan hệ của mình lắm. Kiểu của bạn là đã làm vợ làm chồng hoặc người yêu là phải đúng như vậy. Đúng làm vợ làm sao làm chồng phải sao. Đúng theo cái lực mà bạn đặt ra cho mình. Một cái lực rất là cao, một cái mặt đạo đức rất là cao bạn đặt ra cho người yêu của mình. Đôi khi cái này gây cho họ một cách rất là khó chịu. Bởi vì đâu có ai hoàn hảo đâu các bạn. Mình bớt bớt chút xíu đó, cuộc đời nó vui hơn. Còn bản thân của các bạn thì muốn tìm một cái đối tác á, đối tác có thể kết nối ở phần cấp độ trí tuệ, chứ không phải đơn giản là vật chất như cái tụ số 1. Các bạn muốn là hai người phải chơi nhau bằng trí tuệ á, thì các bạn mới thực sự là hòa hợp trong mối quan hệ của các bạn được. Và các bạn có xu hướng là các bạn sẽ không có được người yêu thương mình thương nhiều, tại vì các bạn đặt cái tiêu chuẩn quá là cao. Cho đó những cái đối tác quan các bạn, họ cảm thấy họ bị chơi vơi lắm, nhiều khi họ thấy không có bằng các bạn rồi họ tự họ rút lui luôn. Và chính các bạn cũng rất là dễ mất bình tĩnh trước những điều ngớ ngẩn. Nhiều khi không phải là cái gì hết mà cái sự gì đó làm cho các bạn bực bội là các bạn mất bình tĩnh à. Nếu mà có thể dùng vũ lực được chắc các bạn cũng sử dụng luôn á. Bởi vì các bạn một cái người rất là nóng tính, khi một cái điều gì đó làm bạn trái ý cái tiêu chuẩn các bạn, là các bạn rất là dễ mất bình tĩnh và dẫn đến những cái gì đó nó không có hay xảy ra giữa hai người. Và cái điều cản trở các bạn là các bạn hình như là thích phán xét nè, đôi khi hơi bị hung dữ nữa. Và cố gắng sử dụng trí thông minh và quyền hạn của mình để cố gắng là làm cho đối phương mình cảm thấy là phải thua các bạn. Nếu mà các bạn là con gái thì cái điều này không nên các bạn. Con trai nó không muốn ở một bên cạnh một phụ nữ thông minh đâu. Mà nếu mà các bạn là người con trai thì nhiều khi con gái nó cũng thích ở cạnh. Các bạn hung dữ lạm dụng quyền hạn quá thì cũng không ai yêu các bạn đâu. Mình nói thật, cái năng lượng của hai tụ số 1 và số 2 quá mạnh. Mạnh đến nỗi ác vía người khác luôn. Không có ai vừa hết trơn. Một bên thì sử dụng lý trí để điều khiển người khác, một bên thì sử dụng tiền bạc vật chất để điều khiển người khác. Và cả hai bạn đều là vua ở lĩnh vực của mình,
Một bên là vui vật chất, một bên thì vui về trí óc. Cả hai bạn ngồi rất là vững trên ngai vàng của mình. Và cái năng lượng của người lựa chọn cho bạn hoặc là người kia chính là năng lượng của lá bài năm kiếm. Và mình xin thưa với cả hai tổ, cái năng lượng của người lựa chọn các bạn, đây là một cái người đem cái lợi ích cá nhân của mình lên trên hàng đầu. Họ bỏ qua hết tất cả những cái mối quan tâm của người khác, bởi vì họ sẽ luôn luôn nghĩ đến nhu cầu của bản thân họ trước tiên. Họ tập trung vào họ rất là nhiều, họ ích kỷ trong cuộc sống và họ thích tận hưởng cái trò chơi quyền lực. Tức là mặc dù hai bạn đều trên cái vị trí rất là cao, nhưng mà các bạn đều phải thua cái người này hết. Bởi cái người này là một cái người thể hiện cuộc sống ích cực, một cái người mà đem đến cho các bạn một cái bất hòa rất là lớn. Và bạn cảm thấy ở với người này, hình như là cái người này lúc nào cũng xảy ra xung đột hết đó. Và họ sống một cách là không có một cái kim chỉ nam về mặt đạo đức. Họ bất chấp mọi thứ để đạt được cái mục đích quan trọng hơn, một là tình hay là tiền. Và cái người này sống cũng không có ngay thẳng luôn các bạn. Họ không có nhận biết được điều gì đúng, điều gì sai. Và họ biết là làm cái việc đó sai, họ ngoại tình hay làm gì đó, họ biết họ sai nhưng mà họ vẫn làm. Bởi vì họ không có kim chỉ nam sống với đạo đức, họ bất chấp, miễn sao họ vui, họ thích là được. Đơn giản mối quan hệ của cả hai bạn đều tất cả đều do là cái sự thiếu giao tiếp. Một cái sự gì đó ở cái người này, mình nghĩ là hai tổ đừng nên chọn cái người này các bạn ơi. Nó không xứng đáng cho các bạn đâu. Và chính bản thân cái người lựa chọn hai các bạn đang có một cái cảm giác lẫn lộn về cuộc sống. Họ phớt lờ những cái điều này và họ cảm thấy là họ làm gì cho họ vui được rồi. Và họ đã phá hỏng những thứ mà đáng lẽ là họ nhọc công để có được. Ví dụ là họ tiến đến với bạn nhưng họ đã dành công sức rất nhiều, nhưng họ sẵn sàng làm cái gì đó mà họ cảm thấy không được. Họ không có suy nghĩ kỹ trước khi họ hành động các bạn. Do đó cái chuyện mình chia tay với các bạn là một trong những cái chuyện thiếu cân nhắc ở chính họ. Nhưng mà bản thân cái người này cũng đang sống có những cái xung đột chính bản thân của họ từ bên trong lẫn bên ngoài luôn. Họ làm leo thang cái cuộc xung đột rất là nhiều, không cần thiết. Bởi vì họ không có một cái suy nghĩ chín chắn về cái việc mà làm tổn thương người khác. Họ cảm thấy họ làm gì họ thích là ok rồi. Và bản thân họ cũng không biết họ đang muốn gì và cần gì hết. Cho đó họ đâu có chân thật với bản thân đâu mà chân thật với các bạn. Gần như cái mối quan hệ là xung đột chắc chắn nó sẽ diễn ra. Mọi thứ sẽ diễn ra không có như kỳ vọng các bạn đâu. Cả hai tổ đều không có hy vọng hết. Tại vì cái năng lượng của họ là năng lượng họ yêu bản thân mình, yêu chính họ nhiều hơn. Và chính cả hai tổ đều đang gặp một cái người cực kỳ là nguy hiểm. Đó là một cái người nguy cơ lừa đảo rất là cao. Một sự tiêu cực trong tình huống là bạn không bao giờ muốn gặp phải, nhưng mà cả hai bạn đã gặp phải rồi đó. Cả hai bên đều có sự không có được hài lòng hết. Tại vì họ đâu có thương hai bạn đâu, tụ một và tụ hai luôn. Các bạn đã hiểu lầm rồi. Bản thân người này là họ thích cho bản thân họ sống, họ vui là chính. Vì ở cạnh nhau thì cũng sẽ xung đột diễn ra các bạn, không có gì khác hơn đâu. Nhưng mà để nói theo cái lá bài diễn ra trong cái trải bài này á, thì thực sự cái người á này họ nhìn vào cái hướng tụ một nhiều hơn. Bởi vì cái người này họ nhìn vào cái hướng vật chất nhiều hơn, chứ không phải là muốn một cái người mà điều khiển được cuộc sống của họ bằng trí não như ở tụ hai. Và nếu như có thể chọn để quen á, thì cái người này sẽ chọn tụ một cho các bạn. Tụ hai các bạn không có được đâu. Nhưng mà các bạn lấy quen chi cái người này các bạn ơi. Một người tư tưởng rất xung đột, họ yêu bản thân của họ, ở chung cũng vẫn là gây không đau khổ mà thôi, không được gì khác. Và năng lượng của người này là một cái năng lượng, một cái gì đó rất là cạnh tranh, một kẻ thù rất là ác ý. Bởi vì các bạn sẽ thấy cái người này đem cho các bạn nhiều sự đau khổ lắm các bạn. Và cái điều họ cần học là phải yêu trong không có điều kiện, biết cho và nhận nhiều hơn chứ không phải ích kỷ như vậy. Và thông điệp của họ cần biết là gì? Họ đã đánh mất bản thân của họ rồi các bạn. Và kế tiếp là họ đang muốn trở thành một cái phiên bản tốt nhất của họ. Mình nói rồi, cái trải bài này, cái người mà chọn cái hai tụ đều là cái người muốn phát triển bản thân mình. Họ yêu bản thân mình nhiều lắm. Và họ là một cái người lừa dối tình cảm của hai bạn mà thôi. Nhưng mà để lựa chọn thì chắc chắn họ sẽ lựa chọn cái người tụ số 1 là người có tiền nha các bạn. Nhưng mà cũng không có hạnh phúc đâu. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.